Xin kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn đến với Kinh tế tiêu dùng. Trước khi theo dõi câu chuyện kinh tế về sự đắt đỏ của các thành phố lớn trong báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, chúng ta hãy cùng đến với những tin tức thị trường trong tuần qua. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 338 QĐ-TTg phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo đề án được phê duyệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên cả nước sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Tính đến nay, cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp quy mô xây dựng trên 155.000 căn với diện tích gần 8 triệu mét vuông. Kết quả này mới chỉ đáp ứng được 65% mục tiêu đề ra. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương triển khai đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank vừa công bố dành 30.000 tỷ đồng cho cả chủ đầu tư, người mua nhà ở xã hội. Đây là ngân hàng đầu tiên triển khai chương trình này. Theo đó, đối tượng vay vốn theo chương trình là chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc các danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Chương trình triển khai từ ngày 3 tháng 4 năm 2023 đến khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030. Thời gian ưu đãi lãi suất đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân, nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận vay ban đầu, với người mua nhà là 5 năm. Lãi suất ưu đãi áp dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 với chủ đầu tư là 8,7% một năm và đối với người mua nhà là 8,2% một năm. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, định kỳ 6 tháng một lần, Agribank sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi triển khai chương trình. Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, một loạt lãi suất điều hành sẽ giảm từ 0,3 đến 0,5% trong tuần qua. Theo giới phân tích, động thái giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước là một động thái táo bạo nhưng hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay, khi GDP quý 1 năm 2023 là mức tương đối thấp so với nhiều năm. Trong khi đó, áp lực lạm phát và tỷ giá cũng đã ở trong tầm kiểm soát và đang có xu hướng đi xuống. Theo biểu lãi suất tiền gửi niêm yết, hiện không còn ngân hàng nào trả lãi suất trên 9% một năm ở kỳ hạn 12 tháng. Biểu lãi suất niêm yết trên website của ngân hàng sáng ngày 6 tháng 4 cho thấy chỉ còn SCB áp dụng mức lãi suất 9% cho kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra cũng chỉ còn khoảng 10 ngân hàng áp dụng mức lãi suất 8,5 đến 8,9% cho kỳ hạn này. Đây hầu hết là các ngân hàng quy mô nhỏ như Bảo Việt Bank, GP Bank, OCB, Kiên Long Bank, Nam Á Bank. Nhóm 4 ngân hàng quốc doanh Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV có mức lãi suất tiền gửi 12 tháng thấp nhất ở thị trường ở mức 7,2% một năm khi gửi tại quầy. Sau 6 phiên liên tiếp tăng giá, các thương hiệu thép lớn đã bắt đầu hạ giá về vùng 15,6 đến 15,9 triệu đồng một tấn giữa bối cảnh tiêu thụ ảm đạm. Hòa Phát vừa thông báo giảm giá thép cây 100.000 đồng một tấn và thép cuộn các loại 300.000 đồng một tấn. Hiện giá sản phẩm thép thanh CB300D10 còn 15,89 triệu đồng một tấn và thép cuộn CB240 còn 15,66 triệu đồng một tấn. Mức giảm tương tự cũng được thép Việt Ý áp dụng. Giá thép CB300D10 lùi về 15,86 triệu đồng một tấn, thép CB240 còn 15,61 triệu đồng một tấn. Nguyên nhân là giá phôi thép và giá nguyên liệu đầu vào giảm. Tiêu thụ kém cũng là yếu tố tác động lớn đến diễn biến giá thép. Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, Hội chợ Việt Nam Expo 2023 đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện ghi nhận số gian hàng tăng vọt so với năm 2022, khi mà nhiều doanh nghiệp coi đây là cơ hội tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường. Một số doanh nghiệp chuyên xuất khẩu hạt điều đi các nước châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Malaysia cho biết đã từng tham gia nhiều hội chợ tại nước ngoài. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mang sản phẩm trưng bày tại hội chợ trong nước nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu cũng như nâng cao tính hiệu quả khi tham dự các hội chợ trong nước và quốc tế. Thông qua cái đợt triển lãm lần này thì mong muốn là sẽ được kết nối nhiều hơn nữa với một số doanh nghiệp của nước ngoài để xuất khẩu cái thương hiệu của sản phẩm doanh nghiệp ra các thị trường các nước. An Giang muốn giới thiệu những cái dự án trong 52 dự án của mình, trong đó có dự án độc lực và những dự án về hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để giới thiệu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để mà có những cái có cái nhu cầu mà đầu tư thì sẽ tiếp cận với An Giang để An Giang sẽ được giới thiệu những cái vị trí, những cái dự án rất là thiết thực
và nó đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của An Giang, đồng thời cũng mong muốn là cùng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển cái kinh tế xã hội trên cả nước. Năm nay, Hội chợ Việt Nam Expo 2023 thu hút 600 gian hàng, tăng gần 220 gian hàng so với năm trước. Các gian hàng được chia thành 5 nhóm gồm thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, khu gian hàng quốc tế, điện tử, máy móc, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử, công nghiệp thực phẩm. Qua hoạt động trưng bày, gặp gỡ, các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm được các bạn hàng mới đến từ các nước để chuẩn bị cho hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu thời gian tới. Bên Bộ Công Thương cũng có chỉ đạo của Xúc tiến Thương mại là phối hợp với cả các chuyên gia nước ngoài thực hiện các việc tư vấn thu hút đầu tư trực tiếp tại các địa phương cũng như là tư vấn thông qua hình thức trực tuyến. Thì kết hợp cả hai cái hình thức đấy thì là có thể phần nào giúp đỡ cho các địa phương cũng như là các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút một cách hiệu quả nguồn đầu tư từ nước ngoài. Theo Bộ Công Thương, 3 tháng đầu năm, kinh ngạch xuất nhập khẩu cả nước là 154,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,3% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2023 là cơ hội để 500 doanh nghiệp của Việt Nam và 16 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia vào hoạt động xúc tiến, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào phục hồi kinh tế. Năm khát vọng tầm cao mới. Câu chuyện kinh tế bắt đầu với báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê vừa công bố. Trong 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước trong năm qua. Đây là năm thứ hai liên tiếp cơ quan thống kê ghi nhận Hà Nội đứng ở vị trí này. Vậy thực tế ra sao? Và phóng viên VTC đã có trải nghiệm chi tiêu 200.000 đồng ở hai địa phương là Hà Nội và Nam Định, tỉnh nằm ở cuối về mức độ đắt đỏ để quý vị hiểu hơn sự khác biệt. Thưa quý vị, Hà Nội vẫn luôn được cho là một trong những thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam. Vậy liệu rằng với 200.000 trong tay thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiêu được những gì? Giờ hãy cùng theo chân tôi và trải nghiệm xem hôm nay như thế nào. Chị ơi, cho em hỏi là bao nhiêu tiền một cân thịt vậy ạ? 120.000 một cân em. Thì cho em một cân thịt 3 chỉ vậy ạ. Chị ơi, cho em hỏi hôm nay là rau muống là bao nhiêu tiền một mớ ạ? 5.000 em. À, rau muống 5.000 một mớ ạ. Thế thì vậy còn cà rốt là bao nhiêu tiền một cân ạ? 10.000. Vâng, thế chị cho em một cân cà rốt với cả 2 mớ rau muống vậy ạ. Và với số tiền 200.000 đồng ngày hôm nay thì đầu tiên là tôi đã ăn được một bát phở với giá là 60.000. Tiếp theo là mua một cân thịt nạc 3 chỉ với giá là 120.000 đồng. Tiếp theo là hai mớ rau muống với giá là 10.000 đồng và một cân cà rốt với giá là 10.000 đồng. Và đây chỉ là mức sinh hoạt của tôi ngày hôm nay mà thôi. Tuy nhiên với một hộ gia đình sinh sống tại Hà Nội thì mức chi phí như thế nào là cho đủ? Nếu mà 200.000 thì cũng chỉ mức là vừa phải thôi. Chẳng hạn như là mình theo cái mức độ nhà mình ăn chẳng hạn 4-5 người chẳng hạn. Đó là thức ăn mặn này. Rau cỏ này, nếu mà còn hoa quả nữa phải tính toán. Thực ra nếu như mà một tháng lương trung bình thì mình sẽ phải cân đối ra một khoản cho con gái học hành này, một khoản điện nước này. Ví dụ nếu như mà chỉ ăn một bữa tối ở nhà thì 200 thì có thể là hợp lý. Chứ còn nếu mà cả ngày hoặc là từ ăn sáng này, không phải đến ăn trưa này hoặc là ăn tối thì không thể nào mà 200.000 đấy là đủ được. Thứ nhất là về tiền phòng trọ thì tôi sẽ thấy là nó cao hơn ở quê ạ. Thứ hai là về thực phẩm thì nó tương đối cao hơn nhiều, và thứ ba là nó sẽ có thêm một vài phụ phí, chẳng hạn như tiền rác này, tiền điện nước nó cũng cao tương đối hơn rất nhiều. Mình đi ăn những cái đặc sản vậy so với giá ở tỉnh lẻ thì cao hơn gấp hai. Ví dụ như mình ăn một tô phở ở ngay tại Công Tung là cỡ 20.000 và là giá bình thường đó, thì ở đây phải 40. Có mặt tại thành phố Nam Định, một địa phương
trong báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Và hôm nay để trải nghiệm là sẽ tiêu 200.000 đồng như thế nào ở thành phố Nam Định thì chúng ta sẽ bắt đầu với món phở bò truyền thống của người Nam Định. Anh ơi, cho em một bát phở tái nạm được không ạ? Vâng. Với 200.000 đồng sau khi trải nghiệm một bát phở xong thì tôi còn lại là 170.000. Chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp là với 170.000 này thì chúng ta sẽ còn mua được những gì ở Nam Định nữa ạ? Chị ơi, đây hôm nay là bao nhiêu tiền một cân đây, ba chỉ đấy ạ? Em ơi, ba chỉ 101 em ạ. Em chị lấy cho em một cân ạ. Ở đây nhà chị là thịt lợn sạch nhá, 100%. Lợn nhà chị là có kiểm định. Trải nghiệm mua 200.000 được những gì tại Nam Định thì chúng tôi có một bát phở, một cân thịt ba chỉ, một cân cà rốt và hai mớ rau muống. Thì số tiền còn lại trên tay tôi là 38.000 đồng. Hơn kém nhau 38.000 đồng khi mua sắm cùng loại dịch vụ cũng có thể xem là một biểu hiện cụ thể của sự khác biệt trong bức tranh giá cả sinh hoạt của địa phương top đầu Hà Nội và top cuối Nam Định. Tuy nhiên điều khá là lạ, giá cả một số dịch vụ của Hà Nội lại đắt hơn thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Điều này có không ít nguyên nhân chủ quan, nhưng cũng có nguyên nhân đến từ hạn chế trong khâu kết nối cung cầu bán lẻ của thủ đô. Hơn kém nhau 38.000 đồng khi mua sắm cùng loại dịch vụ cũng có thể xem là một biểu hiện cụ thể của sự khác biệt trong bức tranh giá cả sinh hoạt của địa phương top đầu Hà Nội và top cuối Nam Định trong báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian. Điều này được cảm nhận rõ ràng bởi chính những người tiêu dùng ở địa phương. Chi tiêu ở Nam Định thì nó rất là rẻ, rẻ hơn Hà Nội. Và tất cả về mọi mặt, về thực phẩm, rau cỏ thì giá thấp hơn. Và nhất là cái giá dịch vụ nữa thì lại còn rẻ hơn Hà Nội nhiều. Ví dụ như là giá thuê nhà thì Nam Định cực rẻ. 300.000, 500.000 một ngôi nhà thôi. Hà Nội thì không có. Nam Định nó sinh hoạt nó chỉ rơi khoảng tầm 4 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu. Nhưng nếu mà ở Hà Nội là phải 5 triệu thì cái mức Hà Nội nó sẽ phải cao hơn. Thu nhập của hai vợ chồng nhà tôi thì một tháng khoảng 15 đến 17 triệu. Đấy, nó cũng tùy vào từng thời điểm, nó cũng tạm ổn. Rồi cũng bỏ ra được chút ít thì khi có công có việc thì cũng vẫn có đồng để chi tiêu. Trong báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian, 11 nhóm hàng hóa được tính cũng chính là hàng hóa trong sổ hàng hóa tính CPI. Với giá cả so sánh tham chiếu là Hà Nội, các địa phương khác so sánh tương quan. Trong đó, Hà Nội đứng thứ 1, Quảng Ninh thứ 2 và thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3. Tổng cục thống kê cho rằng, không lạ với việc giá cả ở Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước, vì là đô thị đông đúc, tập trung dân cư nên cầu hàng hóa tiêu dùng cao hơn các địa phương khác. Hà Nội là một trong những các cái trung tâm lớn của cả nước về kinh tế và văn hóa. Do đó khi mà cầu tiêu dùng tăng lên thì nó tác động vào giá cả hàng hóa và làm tăng cái giá tiêu dùng của Hà Nội so với cả mặt bằng chung. Do đó là nó có cái sự tác động tới giá cả hàng hóa của Hà Nội rất nhiều khi mà tính cái chỉ số giá sinh hoạt theo không gian. Nếu như chi phí Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước thì điều khá bất ngờ, chi phí sinh hoạt một số nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh lại rẻ hơn. Ví dụ là giá các sản phẩm may mặc, mũ nón và giày dép ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ bằng 78,07% giá bán tại Hà Nội. Tương tự, chi phí dịch vụ văn hóa, giải trí và du lịch bằng 91,72%, giá các thiết bị đồ dùng trong gia đình là 94,43%. Bên cạnh nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kết nối cung cầu bán lẻ hàng hóa. Theo đó, giá tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu có xu hướng thấp hơn so với Hà Nội. Điều này được chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú thừa nhận. Một cái nữa là cái hệ thống phân phối của Hà Nội nó còn nặng nề bao cấp. Hệ thống chợ đầu mối, hệ thống siêu thị nó cũng nhiều hơn, con người nó cũng năng động hơn. Một vấn đề nữa là cái chia sẻ ở trong cái hệ thống phân phối của Hà Nội đấy, trong cái chuỗi sản xuất phân phối ấy,
là bị chia cắt, hiểu không? Chèn ép lẫn nhau đẩy giá lên. Tôi nói ví dụ cái này nói nhiều rồi, một cái bó rau cải, một con cá vào siêu thị chiết khấu 2-3. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội dẫn đầu 63 địa phương về chỉ số giá theo không gian. Năm ngoái, trong báo cáo chỉ số giá theo không gian năm 2021, Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chỉ tiêu này. Cần có thiết kế phù hợp để người dân hạn chế tác động từ khoảng cách giá cả. Cơ sở hạ tầng để làm sao chúng ta giảm được cái chi phí vận tải giữa các địa phương thì từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái độ chênh lệch về giá. Các bộ ngành và địa phương cũng cần phải đẩy mạnh cái việc là thực hiện các cái chính sách hỗ trợ về giáo dục, về y tế, rồi về nhà ở, điện nước cho các cái hộ gia đình nghèo, hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là trong cái lúc mà giá cả hàng hóa tăng cao. Thế và thứ ba nữa theo chúng tôi đó là cần phải phát triển các cái ngành thương mại ở các cái vùng sâu, vùng xa, rồi miền núi, vùng hải đảo, thông qua cái việc là chúng ta phát triển cái hệ thống phân phối sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ ở những các cái vùng này. Thì trong báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2022, không chỉ Hà Nội, có tới 30 địa phương có sự gia tăng mức độ đắt đỏ trong chi phí sinh hoạt. Trong khi có 33 địa phương giảm hoặc giữ nguyên, các chuyên gia cho rằng nếu tăng trưởng kinh tế lại đi kèm với sự gia tăng mức độ đắt đỏ thì người dân sẽ không thật sự thừa hưởng thành quả của sự phát triển. Thưa quý vị, hàng loạt mặt hàng thiết yếu khác cũng liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian qua, cũng đồng nghĩa là phần chi tiêu của người tiêu dùng lại phải tăng thêm một khoản. Trong khi đó, thu nhập của người lao động thì teo tóp đi trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều áp lực giảm phát, doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn, phải giảm đơn hàng. Thực tế này đòi hỏi các hộ gia đình, những sinh viên ngoại tỉnh phải tính toán lại bài toán chi tiêu theo hướng cắt giảm nhiều khoản chi chưa thực sự cần thiết. Là sinh viên năm 2 Học viện Ngoại giao Hà Nội, tiền chi tiêu hàng tháng đều từ tiền làm thêm của mình. Mỗi tháng, Quỳnh Hoa và những người bạn cùng phòng của mình đã phải mang đồ ăn từ quê lên, rủ nhau nấu ăn chung để tiết kiệm chi phí. Các hoạt động vui chơi dường như phải cắt hẳn, mua sắm quần áo hay đồ dùng cá nhân khác cũng chỉ mỗi tháng một lần, chờ vào dịp các cửa hàng siêu sâu. Như bình thường thì trong tháng thì sẽ có một ngày người ta cho giảm giá rất là sâu và tụi em sẽ mua vào ngày đó. Thì bình thường tụi em có thể dành 1 triệu cho khoản chi tiêu vặt đầu tư cho bản thân, thì bây giờ tụi em phải cắt xuống còn khoảng tầm một nửa, hoặc là 700.000. Hiện tại nhà em thuê thì nó sẽ rơi vào tầm 1.2 triệu đến 1.5 triệu. Một số bạn khác thuê ở khu đường láng này hay là thuê ở các cái khu khác thì nó sẽ rơi vào tầm 1.7 đến 2 triệu là tiền thuê nhà, còn chưa kể là tiền điện nước cũng như là các phí sinh hoạt phát sinh. Chẳng hạn như là đến việc mua sắm online thì em sẽ phải cắt giảm bớt những cái món linh tinh mà mình thấy hay, mà em sẽ chỉ thêm vào giỏ hàng và đặt mua những thứ thật sự cần thiết. Và em cũng cần xem xét thật kỹ xem nó có voucher giảm giá hay là những cái discount gì không, nếu không em sẽ không mua. Bây giờ em chỉ đi khoảng 1 đến 2 lần một tuần. Em cũng giới hạn số tiền mình được tiêu trong mỗi lần là khoảng 50-60 nghìn. Thuê nhà có các lửng để tăng diện tích ở, chi tiêu rẻ sẻn hơn trước. Đó là cách thắt lưng buộc bụng mà chị Ly, một người chỉ có khoản thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng, đang phải thực hiện trong thời điểm kinh tế khó khăn như thế này. Bên cạnh đó, để có thể trang trải cho gia đình gồm 5 người, ngoài công việc văn phòng, chị đã phải tìm cách bán hàng online để tăng thêm thu nhập. Tôi chỉ có thể mua những thứ cần thiết, ví dụ như là bỉm rồi sữa là những cái bắt buộc phải mua cho con. Còn đi chơi thì bây giờ thì một tháng thì tôi cũng chỉ cho bé đi chơi tầm 2 lần trên một tháng. Còn đâu là mọi thứ thì cũng phải tính chi ly thêm một tí để phòng những lúc như trường hợp như con ốm. Nếu mà ở Hà Nội này ví dụ như là lương bây giờ bị đều đều nha, lương 5-7 triệu. Đấy là một người, còn thuê nhà, thuê cửa nữa, rồi còn tiền ăn, tiền tiêu thì coi như là nếu mà chi tiêu chắt bóp ra thì cũng chỉ để lại được một ít phần nào để coi như là dành ra cái tiền lúc ốm đau thôi. Mỗi bữa ăn ngày xưa, hàng ngày của tôi chi tiêu là 200 nghìn một bữa, nhưng hiện tại thì chỉ chắt lại là cả gia đình 4 người thì còn tầm 100 nghìn, 100 nghìn, 120 thôi. Dự báo trong năm 2023, nhiều khoản chi tiêu sẽ vẫn tiếp tục tăng, như giáo dục, tỷ lệ là 30% so với năm ngoái. Các lĩnh vực khác như ăn uống, chăm sóc sức khỏe hay tiện ích gia đình tăng lần lượt là 28%, 19% và 15%.
Người dân cũng đang có ý định vay nợ nhiều hơn từ các ngân hàng và các công ty tài chính, thay vì nguồn vay từ bạn bè hay gia đình. Mục đích vay chủ yếu để kinh doanh rồi mới đến cho tiêu dùng cá nhân, chi tiêu thiết yếu, đầu tư bất động sản, trả nợ, thì nay mọi thứ đã thay đổi. Mục đích vay chủ yếu cho nhu cầu thiết yếu chiếm 38% và phục vụ nhu cầu cá nhân chiếm 42%, rồi mới đến mục tiêu kinh doanh, đầu tư, do đó gánh nặng nợ nần cũng đang hiện hữu. Hạt nhựa PP dung quất được sản xuất từ nguyên liệu propylene chất lượng cao bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. PP dung quất, hạt ngọc hóa dầu. Thưa quý vị, số liệu của Finsgroup cho thấy, tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2023, đã có 69 tổ chức phát hành có một hoặc nhiều hơn lô trái phiếu lưu hành đã không thể đáp ứng nghĩa vụ nợ với tổng giá trị là 940.430 tỷ đồng, chiếm 8,15% giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành. Trong số 69 doanh nghiệp phát hành này có 43 doanh nghiệp bất động sản, chiếm 62,3% với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm trả nợ ở mức 78.900 tỷ đồng. Chiếm 83,6% với tổng giá trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu. Ngành bất động sản là ngành có tỷ lệ nợ xấu trái phiếu ở mức 20,17%, cao thứ 2 sau ngành năng lượng. Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiện đang có quy mô lưu hành lên tới 396.300 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng giá trị lưu hành. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất một số giải pháp về tín dụng và chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trong đó kiến nghị cho doanh nghiệp bất động sản được vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn và giải ngân trực tiếp các trái chủ. Hiệp hội này cho biết các giải pháp này sẽ đảm bảo tính đồng bộ với các giải pháp của Nghị định 08 về trái phiếu nhằm hỗ trợ dòng tiền cho các doanh nghiệp. Nghị định 08 là cơ sở pháp lý mở đường cho việc thực hiện thỏa thuận đàm phán giữa doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu sắp đến hạn và nhà đầu tư trái phiếu, trái chủ để cùng nhau tìm kiếm giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của nghị định này mới chỉ quy định cơ chế thương lượng thỏa thuận giữa doanh nghiệp và trái chủ. Mấu chốt vẫn cần cái gật đầu của trái chủ. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp chưa có giải pháp về dòng tiền thì cũng rất khó để thương lượng. Nên có một kế hoạch càng minh bạch, càng rõ ràng, càng chi tiết về cái việc thanh toán của mình đối với các khoản nợ vay từ trái phiếu, thì có như vậy thì các nhà đầu tư họ mới an tâm. Còn nếu mà các cái chủ đầu tư hay là những nhà phát hành trái phiếu mà họ chỉ đơn giản họ nói là một năm sau chúng tôi sẽ thanh toán, hai năm sau chúng tôi sẽ thanh toán, thì tôi nghĩ những cái yếu tố này có thể nó chưa thuyết phục được những nhà đầu tư, bởi vì nó không có những cái luận chứng, không có những cái bằng chứng cụ thể. Những cái giải pháp đó như chúng ta thấy được rằng là nó chỉ mang cái tính chất là tạm thời thôi, và giúp cho các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại là tránh được cái việc mà đổ vỡ hàng loạt và gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Tuy nhiên về dài hạn thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp nó cụ thể hơn. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong bối cảnh hiện nay, sự tham gia của các ngân hàng trong việc xử lý trái phiếu sắp đáo hạn rất quan trọng. Song hiện nay vì vướng quy định tại Thông tư 16 là các tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích cơ cấu lại nợ nên không thể mua lại trái phiếu. Trong khi đó, Nghị định 65 lại nêu rõ mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp. Do đó, Hiệp hội đưa ra phương án ngưng hoặc bãi bỏ quy định này trong Thông tư 16. Trong 2 năm 2023 và 2024, thì tổng giá trị trái phiếu đến hạn về bất động sản là lên đến khoảng 230.000 tỷ đồng, là 2 năm mà có cái điểm rơi về trái phiếu đến hạn là cao nhất. Cho nên chúng tôi đề nghị là tạm ngưng thực hiện cái điểm A khoảng 8 điều 4 thông tư 16 của ngân hàng nhà nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 để các doanh nghiệp có điều kiện để đàm phán với các trái chủ về vấn đề xử lý cái trái phiếu đến hạn theo tinh thần, theo quy định của Nghị định 08.
Bên cạnh đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại được cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn, có tài sản bảo đảm, có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, được vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn với khoản vay có thể xem xét không vượt quá 70% giá trị gói trái phiếu đã phát hành. Ngân hàng thương mại được phép nhận thế chấp bằng chính gói trái phiếu này và các tài sản bảo đảm để phát hành gói trái phiếu đó theo phương thức ngân hàng thương mại giải ngân trực tiếp đến các trái chủ. Đối với phần 30% giá trị gói trái phiếu đã phát hành, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp và các trái chủ thỏa thuận đàm phán với nhau theo quy định tại Nghị định 08. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Kinh tế tiêu dùng tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.